Hôm nay là ngày 19 tháng Giêng năm Tân Sửu. Ngày nay là ngày lễ thành hôn của Minh Phương là ngày 19. Hôm nay là nhóm họ. Rồi ngày mai 20 là rước dâu á. À quý khán giả. Đây là cổng. Cổng tân hôn. Ở quê mình làm bằng cổng lá dừa. Quý giả xem cổng lá dừa. Thanh niên vậy. Mấy chú thanh niên ở quê này nè, công phu à, thắt toàn là lá dừa. Rất là đẹp không dạ. Ở quê mình thường mình có lá dừa tàu lá đó cái mình chẻ ra. Mình lấy cái cà bắp đó, cái mình thắt làm cổng rất là đẹp rất là đẹp. Đây cổng đó là cổng ngoài, đây là cổng trong. Cổng trong đây là thở nó đến cái cổng đi qua. Đây là chỗ mà chụp hình, trang trí chỗ chụp hình. Thơ cho khách đây rạp. Đây trang trí là bàn thờ. Đây là bánh kem sân khấu, trang trí chuẩn bị xong hết rồi, chút xíu nữa là có khách đến là đãi đó nha.
đây là hình của bà Xui. Của bà Xui hồi đó, hồi đám đám cưới. Đám cưới bà Xui đây. Cô dâu chú rể của ông Xui bà Xui. Đây là ông Xui bà Xui đây, cô dâu chú rể hồi trước kia 20 năm. Hôm nay là ông Xui đó. Đây là cô dâu chú rể của ông Xui bà Xui hồi đó, đó là nay 20 năm, nay nay cưới vợ cho con trai. Đó, bà Xui là con gái đẹp các khán giả. Đây mình theo ra làm sao cho mấy mấy bà thợ nấu đang đang ướp nấu nướng là sao đây. Ông thợ nấu đây, ông thợ nấu này ở dưới cung điện. Đây là sắc mực. Chơi nhỏ nhỏ lại. Trà đẹp quá ha. Không có thì giờ điện ba Nam. Nãy nhóc của đó mới mới. Củ dừa để sắc làm gỏi á, từ quê nhìn đốm dừa sắc. Không có tay mà được củ hủ dừa. Đây. Hỏi con bóng đây. Ừ. Vô thấy cũng dễ. Đấy, có chuyện té à, nó thịt. Thái rồi. Ồ. Ừ, đó đó. Ê, không có sọc ạ. Thôi. Chồng cũng phải chiều đấy, ăn ngon. Ừ, 200. Quốc hai chùm hai bên nha, cho đẹp. Vòng qua luôn. Vòng qua đó rồi bên đây hai chùm, bên đây chùm, bên đó ăn chùm. Ê, cái điện thoại. Họ lấy lên coi. Được. Bây giờ nó cút rồi, để té cút rồi. Té. Dạ. Mời phụ ma à.
Thôi đừng đừng thổi con ơi, bóp đi, đừng thổi, thổi nó đau cái họng dữ lắm, thổi chứ đâu nổi, bóp. Tại hồi thổi xong rồi nó đau em.